Soi Again. Các bạn ơi, rất nhiều bạn có tâm sự với cô rằng là: cô ơi, em theo dõi cô cũng như anh Mimi Soi lâu lắm rồi, nhưng em ở tận Hà Giang, địa đầu của Tổ quốc, không có cơ hội học lớp offline của cô. Hay cũng có một số bạn gửi email nói với cô rằng là: cô ơi, virus corona khiến em phải nghỉ học nhiều quá, rớt hết kiến thức rồi. Vậy thì làm thế nào hả cô? No worries guys, đừng lo lắng các bạn nhé. Đây chính là động lực chính để thôi thúc cô Hoa kết hợp với nền tảng học trực tuyến hiện đại nhất hiện nay mang tên eBOM để mang lớp học trực tiếp của anh Ngữ Mỹ Xoa về tận nhà tất cả các bạn. Và cô sẽ review hai lợi ích siêu to khổng lồ của việc học trực tuyến cùng cô trên nền tảng eBOM ngay bây giờ. Lợi ích đầu tiên đó là tiết kiệm, và đặc biệt đó là tiết kiệm về thời gian. Với khung giờ học rất là linh hoạt và trải dài hết cả ngày, cho nên dù với các bạn đang có lịch trình rất là bận rộn thì cô tin rằng vẫn sẽ tìm cho mình một khóa học thực sự phù hợp đấy. Lợi ích thứ hai đó là tiết kiệm công sức và tài chính. Chỉ với một chú laptop hay là headphone dễ thương như này thì cô trò mình đã có thể tham gia một lớp học trực tuyến trên nền tảng eBOM mọi lúc, mọi nơi. Còn tính hiệu quả của việc học trực tuyến thì sao? Sẽ có một số lo lắng đó là việc học trực tuyến sẽ không thể tương tác bằng việc học như lớp học thật. Tuy nhiên, lưu ý với cô đó là nền tảng học trực tuyến của eBOM sử dụng công nghệ streaming hàng đầu hiện nay. Vì vậy cho nên lớp học nó sẽ giống như một lớp học thật. Ở đó, học viên sẽ được hỏi giáo viên và giáo viên sẽ trả lời và phản hồi ngay lập tức với câu hỏi học viên. Và các bạn ơi, với lợi thế quy mô lớp học nhỏ cho nên tất cả các bạn học viên sẽ được quan tâm cũng như được giải đáp thắc mắc ở trong quá trình học cùng cô giáo đấy. Còn đội ngũ giảng viên thì sao? Các bạn ơi, cô Hoa sẽ mang tất cả những giáo viên tinh tú nhất của anh Ngữ Mỹ Xoa để giảng dạy trực tuyến cho tất cả các bạn. Và tất cả các giáo viên sẽ được trang bị các kỹ thuật giảng dạy xuất chúng nhất của anh Ngữ Mỹ Xoa, bao gồm kỹ thuật đặt câu hỏi, kỹ thuật phản xạ đồng bộ hóa âm thanh, hay tuyệt vời hơn nữa đó là kỹ thuật kết nối và truyền cảm hứng ngôn ngữ cho tất cả các bạn. Mục đích không chỉ đảm bảo đầu ra sau khóa học mà còn truyền đam mê ngôn ngữ sau này cho các bạn nữa đấy. Tuy nhiên, một thực tế diễn ra đó là nhiều học viên sau khi mua khóa học online lại không cam kết cũng như kỷ luật đến cùng với khóa học. Thứ nhất là các bạn hay sao nhãng trong quá trình học. Thứ hai nữa đó là không nghe lời thầy cô giáo để làm các bài tập được giao. Và điều đặc biệt nữa đó là rất hay nghỉ học để dành cho những mối quan tâm khác trong cuộc sống. Thấu hiểu được vấn đề đấy cho nên anh Ngữ Mỹ Xoa và eBOM đề cao tính kỷ luật trong khóa học này. Là gì? Tất cả các bạn học viên phải cam kết tham gia khóa học một cách đầy đủ, làm bài tập đầy đủ. Và điều đặc biệt hơn nữa đó là anh Ngữ Mỹ Xoa sẽ có một đội hỗ trợ học tập chuyên môn theo sát tất cả các bạn hàng ngày, gửi email, gửi tin nhắn để support học tập cũng như kiểm tra bài tập cho tất cả các bạn. Chính vì những lợi ích vô cùng to lớn của việc học trực tuyến online cho nên anh Ngữ Mỹ Xoa quyết định hợp tác với nền tảng học trực tuyến online hàng đầu hiện nay mang tên eBOM để cam kết mang lại những khóa học đảm bảo chất lượng và hiệu quả tuyệt đối cho tất cả các bạn. Và tất nhiên sẽ phải xứng đáng với đồng tiền cũng như công sức mà các bạn bỏ ra. Vậy làm thế nào để đăng ký khóa học đây các bạn ơi? Rất đơn giản, chỉ cần comment tên, số điện thoại vào đường link bên dưới, eBOM sẽ trực tiếp liên hệ để tư vấn khóa học cho các bạn. Anh Ngữ Mỹ Xoa, eBOM mang lớp học về nhà bạn.